Xin mến chào cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ và những quốc gia khác cùng các bạn Việt Nam thân mến ha. Hiện tại thì Nhã đang ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ngày hôm nay ha, Nhã muốn đi xung quanh đây ghi hình cho cô chú anh chị xem á. Con đường này là con đường Trần Hưng Đạo, con đường chạy về phà Vàm Cống hay là cầu Vàm Cống bây giờ đó vậy. Còn cái đường phía sau đây nè, đó là cái đường đi về miếu Bà Chúa Xứ, thành phố Châu Đốc rồi ha. Đó, thấy không? Nhà cổ rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ đi nha. Đó, đi để xem những cái đổi thay ha của thành phố Long Xuyên ngày nay. Ok. Ở đây thì nó có cái đài truyền hình nữa vậy, đài truyền hình An Giang ha. Đó, để đài phát thanh truyền hình An Giang. Đang lên đường thôi. Thấy không? Nhà cửa này nọ ha. Rất là đẹp luôn. Khá là đẹp ở An Giang. À, hình thì đó hình ảnh mà cô chú anh chị đang xem á là cảnh ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ha. Đây có đường Hàm Nghi này nọ nè, thấy không? Đẹp quá. Đẹp ha. Wow. Cầu đi cầu này không nhớ cầu Trần Phú ở thành phố Nha Trang thì chưa. Bây giờ nơi nơi đều phát triển ha vậy. Cuộc sống của người dân khấm khá hơn nhiều so với 2 năm trước mà nhả xuống đây ha. Đây bắn hoa kiển rồi nè, thấy không? Chạy theo xe cô người dân địa phương ở An Giang ha. Có lẽ giờ nó sẽ đi kiếm cái gì đó ăn và sẵn đi hết cho cô chú xem nha. Họ mới chạy ngang đường Lê Hồng Phong đó vậy, ngã tư Lê Hồng Phong và Trần Đạo ha. Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo. Vào đây đi đâu vậy? À, đây, đây. Ô, đông quá ta. Má ơi. Đó vậy thấy không?
hình ảnh mà cô chú anh chị đang xem là cảnh ở thành phố Long Xuyên. Đó, một cái thành phố ha, nó là bây giờ phát triển nhìn đẹp lạ quá, ngỡ ngàng. Nhà phải dùng cái từ là đẹp ngỡ ngàng. Đây có cái ngã tư nữa nè. Hơi này nọ ha, từ Sài Gòn đi xuống Nguyễn Mỹ Bà Chú Sứ xong rồi đi về. Nó vị thấy không, thành phố của miền Tây ha, thật sự là nhớ nhìn không ra luôn quý vị, mới 2 năm không quay lại thôi. Và các thế này rồi. Thank you.
vị thấy một cảnh ở miền Tây ha, rất là đẹp và dễ thương luôn. Giờ phát triển cũng dữ dằn, trung tâm thường ok rồi nhá, xin cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha.